Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị một cái loại cây mà mình trồng để mình trang trí sân vườn, mình làm cảnh thì rất là đẹp luôn á quý cô chú anh chị. Đó chính là cây biva, hay còn gọi là cây nhón nhật, hay còn gọi là cây tỳ bà á quý cô chú anh chị. Cái dòng này thì nó sẽ là thân gỗ, cái tán lớn, và nó những cái trái của bạn này thì là những cái trái chùm màu vàng, rất là óng ánh luôn. Màu vàng thì cũng tượng trưng cho cái sự may mắn. Thì do đó là cây này thì vừa để trang trí sân vườn, làm mát sân, có trái để ăn, và là một trong những cái loại cây mà nếu mà quý cô chú anh chị có muốn mà trang trí thêm sân vườn của mình thì có thể đây là một cái lựa chọn rất là tốt luôn á quý cô chú anh chị. Thì cái cây này là cây ghép, nó cao tầm khoảng là 80 cm tính từ miệng chậu đi lên đó quý cô chú anh chị. Thì tùy theo thời điểm quý cô chú anh chị thì lấy thì có thể là cây nó đang có hoa luôn. Cây này là cây ghép nên thời gian cho trái nó rất là nhanh luôn đó quý cô chú anh chị. Cây này thì cái lá nó rất là dày nên là nó hầu như là nó rất là ít bị sâu bệnh. Thì thường thường nó hay bị mấy con rầy nó đeo, nhưng mà cái đó mình trồng ít thì mình có thể lấy tay mình phủi, hoặc là mình pha cái dung dịch mà xà bông với chanh thì để mà mình xịt lên thì nó cũng hết rầy luôn á quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích các dòng cây ăn trái cũng như các dòng cây độc lạ ở trong và ngoài nước, cũng như các dòng cây mà có hương vị xưa, thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân cả nhà nhé.